nào bạn chân thật giác ngộ rồi chân thật tường tận rồi tường tận cái gì tường tận những thứ này có hại đối với chúng ta biết được nó là hư vọng không phải chân thật nó là tà pháp không phải chánh pháp nó là ác pháp không phải thiện pháp nó có hại không có lợi cho ta bạn đem tính chất của phải quấy nhân ngã tham sân si mạng thật đã biết rõ ràng thật đã tường tận tự nhiên bạn liền không chịu làm người học phật chúng ta ở cái thế gian này không luận ở trường hợp nào không luận qua lại với người nào Một mảng chân thành Không thể nói Tôi muốn đi gặp một người nào đó Họ lại thân phận gì Đi gì thế nào Ta nghĩ làm thế nào để gặp họ Phải nên nói chuyện với họ như thế nào Mệt chết người Chúng ta không có Một mảng thẳng thắng không luận gặp bất cứ người nào, không luận ở trường hợp nào, thí Phật Bồ Tát cũng tốt, thí yêu ma quỷ quái cũng tốt, một mảng chân thành, gì thì đúng rồi. đi gọi là học Phật, Phật Bồ Tát là dùng tâm chân thành thanh tịnh từ bi đối nhân sự thế tiếp vật quyết định không có chút hư giả mỗi niệm vì chúng sanh không hề vì chính mình việc tốt có thành tựu chúng sanh có phước không có thành tựu chúng sanh không có phước với chính mình không có chút lợi hại nào Nói lời thành thật Chúng sanh có phước Chúng ta chính mình khổ cực Phải bôn ba Lao nhọc vì họ Chúng sanh không có phước Chúng ta chính mình nhàn hạ tự tại Không có việc làm Đây đều là đạo lý chân thật Cho nên bạn phải giác ngộ Bạn phải biết bạc chư Chư là rất nhiều Phiền não vô tận thì nguyện đoạn Những thứ phiền não này Đều là sanh tự căn bản Cho nên ngay trong Phật Pháp thường nói kiến tư phiền não đoạn rồi bạn liền siêu diệt sáu cõi luân hồi trần xa phiền não đoạn rồi bạn liền siêu diệt mười pháp giới bạn mới biết được tính nghiêm trọng của kiến tư phiền não kiến tư dùng lời hiện tại để nói kiến là kiến giải sai lầm tư là tư tưởng sai lầm cũng chính là cái thấy của bạn sai lầm cách nghĩ của bạn sai lầm cách nghĩ cách nhìn này đều rơi vào trong phân biệt chấp trước mê người mê người người không giác ngộ điều sẽ nói cách nghĩ của tôi cách nhìn của tôi họ không biết cách nghĩ của ta sai rồi cách nhìn của ta cũng sai Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh nói với chúng ta Trước khi bạn chưa chứng được A-la-hán quả Không thể tin tưởng cách nhìn của bạn Không thể tin tưởng cách nghĩ của bạn Vì sao vậy? Bạn mê hoặc điên đảo Bạn không có giác ngộ A-la-hán mới là chánh giác Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh chính là không tà. Chánh thì là không có sai lầm. Cách nhìn cách nghĩ của họ có thể được, có thể tin tưởng cách nhìn cách nghĩ của chính mình. Vậy thì các vị thử nghĩ xem, điều kiện chánh giác của A-la-hán là gì? đoạn kiến tư phiền não rồi. Nếu dùng lời của Kinh Kim Cang mà nói là phá được bốn tướng, Ngày trước chúng ta Đọc kinh chưa thâm nhập Lơ là qua loa luôn cho rằng tiểu thừa nhất định phải đến a la hán ít xem là thành tựu tu đà hoàng không để ở trong mắt kinh kim cang mọi người đều đọc được rất quen thuộc cũng xem thường đi sự việc này chúng ta đọc được ở trong kinh kim cang tu đà hoàng họ chứng được quả tu đà hoàng họ không còn tưởng tu đà hoàng họ chính mình không có nói tôi chứng được quả tu đà hoàng nếu họ có cái cách nghĩ này thế tôn liền không nói họ đã chứng quả tu đà hoàng Vậy chúng ta mới hiểu rõ Quả tu đà hoàng Không dễ dàng gì chứng được Tại vì sao vậy Cũng phải lìa bốn tướng Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Bạn mới có thể chứng được quả tu đà hoàng Cho nên phá được bốn tướng Công phu có cạn sâu rộng hẹp khác nhau công phu của tu đà hoàng liền hẹp là nhỏ hẹp là cạn cũng lìa khỏi bốn tướng chủ này đáng được chúng ta chú ý chúng ta bình thường chính mình đọc kinh, giảng kinh đều là xem thường đi sự việc này. Đều chú trọng ở giải thích danh tướng. Không hề thể hội được tinh nghĩa tinh hoa trong đó. Không thể hội được nghĩa lý. Cho nên không được thọ dụng. phía trước báo cáo qua với các vị vào đạo lối đi quan trọng nhất là phát nguyện phát tâm là đầu cho nên học pháp môn tu hành quan trọng nhất là lập nguyện trước tiên đoạn phiền não Nhất định phải lập đại nguyện này Phải bạc chư cần khổ sanh tử căn bổn Chủ đề thứ ba Nguyện thứ ba Đó là tứ hoàng thị nguyện thứ ba Thành Phật Đạo thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chỗ này nói chứng quả nhất định phải chứng quả không chứng quả quyết định sẽ thoái chuyển phật trong đại tiểu thừa đều nói với chúng ta Bồ Tát đến địa vị nào mới không thoái chuyển? Bát địa. Bát địa gọi là bất động địa. Do đây có thể biết, Bồ Tát thức địa vẫn sẽ thoái chuyển. Ở trên kinh điển nói qua với chúng ta, thoái chuyển cũng có mức thấp nhất. Như trong trường học, Bài khóa của bạn không học tốt Sẽ ở lại lớp Ở lại lớp chính là thoái chuyển Người khác đều nâng cấp Bạn thì lưu cấp Nếu muốn không còn giáng cấp Bạn là năm thứ ba Đem bạn giáng xuống năm thứ hai Giáng xuống năm thứ nhất Vì càng kém hơn Thế nhưng sẽ không khai trừ Năm thứ nhất là thấp nhất Dẫn xuống năm thứ nhất Bắt đầu học lại từ đầu Không hề khai trừ bạn đi Đây là mức thấp nhất Cho nên tiểu thừa thoái chuyển Là tu đà hoàng Bồ Tát Đại Thừa Chúng ta thường gọi là Tam Bất Thoái Bồ Tát thấp nhất Không thể thoái chuyển đến Thanh Văn gọi là hành bất thoái đại bồ tát thoái chuyển không thể thoái đến sơ địa sơ địa là mức thấp nhất của họ gọi là niềm bất thoái tại vì sao họ có mức độ thấp nhất không còn thoái chuyển đọa lạc kiến giải của họ chính xác cũng chính là nói tư tưởng kiến giải của họ chính xác tại vì sao có thể thoái chuyển tập khí phiền não rất nặng bên ngoài mê hoặc quá nhiều họ không chịu nổi thoái chuyển rồi thế nhưng tri kiến của họ không thể thoái chuyển nhận biết của họ không thể thoái chuyển, không thể tránh khỏi mê hoặc của phiền não, nên thoái chuyển, biết rõ mà cố phạm. Phạm phu có cái tình hình này, thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng có. Trong kinh Phật có thí dụ, dù trước thiên thân bồ tát ba huynh đệ câu chuyện này có rất nhiều người biết ngay trong huynh đệ của họ sư tử giác là huynh trưởng là huynh mấy tôi không nhớ rõ ràng công phu công tệ sinh lên trời đâu xuất Họ cùng nhau hẹn ước Sau khi anh lên trời đấu suốt rồi Phải quay trở lại báo tin Thế nhưng sau khi Sư tử giác đi rồi Rất nhiều năm không có tin tức Bồ Tát vô trước giảng sanh Họ là sanh đấu xuất nội diện Bồ Tát vô trước Sau khi giảng sanh ba năm Trở lại nói với thiên thân thiên thần là tiểu đệ Nói với Ngài Tình hình giảng sanh đến trời đâu xuất Bồ Tát thiên thần nói với Ngài Quýnh đi vì sao mà lâu đến như vậy mới trở lại Ông nói đâu có lâu Ta chỉ đi có một vòng cung trời đâu xuất Thì lập tức quay về Trời đâu xuất một năm Là nhân gian chúng ta Bốn trăm năm Ông vừa đến nơi đó là dội vàng trở lại báo tin Thì ba năm Nhân gian ba năm Thiên thân liền hỏi ông Sư tử giác thì sao Ông nói sư tử giác mê hoặc rồi Trời đâu xuất Là ở nội diện Ngoại diện hưởng thọ Năm dục sáu trần Phạm phu không thể so sánh Trời đau lợi cũng không thể so sánh Trời và ma cũng không thể so sánh Ông đã bị những thiên nữ mê hoặc rồi chưa hề đi đến nội diện Đi không phải là Bồ Tát thoái chuyển hay sao? Nếu bạn hỏi Bồ Tát vì sao mà có thể thoái chuyển Bồ Tát chính là như thế mà thoái chuyển Bồ Tát còn thoái chuyển Vì thanh danh càng không cần phải nói Thanh danh càng dễ dàng thoái chuyển Đây chính là chúng ta thường nói không ngăn nổi mê hoặc của vật chất. Phàm phu chúng ta tu hành một điều khổ nạn lớn nhất, quá xem trọng cái sinh mạng của chính mình, sẽ thoái chuyển. Phải làm thế nào tìm cách bảo dưỡng thân thể của chính mình? Đầu óc của bạn sẽ nghĩ làm thế nào để bảo dưỡng nó? Tâm của bạn không còn ở đạo, người chân thật có công phu người có thành tựu cái sinh mạng này hoàn toàn không hề gì quyết không vì sinh mạng này mà lo nghĩ thân thể tất cả tùy duyên mỗi niệm cầu sanh tình độ mỗi niệm ở vô thượng đạo làm thế nào vì thân thể này mà lo nghĩ ăn uống đi đứng tất cả tùy duyên phật năm xưa khất thực người ta cho cái gì thì ăn thứ đó phật lại không thông báo với họ tôi ngày mai đến nhà anh khất thực không thông báo các gì cho thứ gì thì ăn thứ đó hơn nữa người giàu có thế gian này ít người nghèo khó nhiều phật khất thực không hề chọn nhà nào có tiền để khất thực ngày bình đẳng nhà nào cũng khất thực bình đẳng khất thực người nghèo khổ nhiều những cơm thức ăn đó chúng ta không cần nghĩ cũng biết làm gì có chú trọng đến dinh dưỡng cho nên người có địa vị ở trong xã hội này người có tiền của chú trọng bảo dưỡng thân này quá mức kết quả bảo dưỡng ra một thân bình hoạn lần này tôi đến thăm viếng bắc kinh nơi ngoại ô của bắc kinh tôi đã xem qua thử người sống thọ rất nhiều lão nông ở trong thôn đời sống của họ rất đơn giản vì sao có thể trường thọ chính là đời sống đơn giản Đầu óc cũng đơn giản Họ không hề nghĩ đến việc gì không có tâm sự Mỗi ngày ăn no rồi thì thôi Tâm an lý đắc Trường thọ Mỗi người đều trường thọ Người 8, 90 tuổi đến đâu cũng gặp Cho nên chúng ta xem ra nhân khẩu bị lão hóa Thế nhưng thân thể của họ rất là khỏe mạnh tụ họp lại với nhau thật là cười nói vui đùa Những người già đó nói với tôi Lần sau Pháp Sư đến Chúng ta sẽ tìm rất nhiều người già cùng đến tù hội với ông Đều là 8, 90 tuổi Rất khó được Cho nên Thế gian những người giàu có Đầu óc của họ nghĩ quá nhiều phiền não quá nhiều, lo lắng quá nhiều. Vì vậy, họ dùng những bộ phẩm trong đời sống đều là khởi lên tác dụng phụ. Không những không bảo dưỡng tốt sức khỏe của họ, còn mang lại cho thân thể rất nhiều tật bệnh, bệnh từ miệng vào. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chúng ta học Phật, đời sống của Phật là tùy duyên, quyết không phan duyên. Hiện tại chúng ta xuất gia rồi. Các vị cư sĩ tại gia cũng vậy. Hiện tại ở Tăng Đoàn, cư sĩ Lâm mỗi ngày cúng trai. Họ là trai chủ. Chúng ta đến để khất thực. Đến để ứng cúng. Ứng cúng không dám nói. Đến khất thực, đến xin ăn. Chúng ta đến để khất thực. Họ là trai chủ. Họ làm thứ gì thì mình ăn thứ đó. Thế nhưng trai chủ này không tệ, mỗi ngày làm 10 món đến 20 món thức ăn do chính chúng ta còn có thể chọn lựa. Đó là đại trai chủ, chứ không phải là trai chủ nhỏ. Bình thường trong nhà người ta ăn cơm chỉ có 2-3 món thôi. Chủ này xem là rất tuyệt. Ở nông thôn đại lục Trung Quốc thì chỉ có một món thôi, làm gì có được nhiều món đến như vậy. Ở đây chúng ta mười mấy hai chục món ăn do bạn chính mình chọn lấy đây là đại trai chủ trai chủ thông thường không làm được phải biết được chúng ta đến nơi đây là để khất thực đến để khất thực thôi các vị ở trên đời sống có thể thường tác như thị quán bạn sẽ giác ngộ bạn sẽ khai ngộ cho nên quyết định phải có thành tựu tiêu chuẩn của thành tựu này quyết định phải thoát khỏi sáu cõi luân hồi thoát khỏi sáu cõi luân hồi là thành tựu nhỏ tại vì sao vậy bạn vẫn chưa thoát khỏi mười pháp giới hay nói cách khác cơ hội bạn thoái chuyển rất nhiều phiền não tập khí của bạn từ vô lượng kiếp đến đây rất nặng không thể không biết được cái lợi hại này nếu muốn ở ngay trong một đời tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ngoài niệm phật giảng sanh thế giới tây phương cực lạc ra vào hiện đại thời đại này cũng giống như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói, tu học bất cứ pháp môn nào cũng đều không thể. Việc thứ nhất, căn cơ của người hiện đại kém, không bằng như người thời xưa. Căn khí thấp kém. Thứ hai, Hoàn cảnh hiện đại ác liệt hơn thời xưa nhiều. Cũng chính là nói mê hoặc của năm dục sáu trần mạnh hơn thời xưa gấp trăm lần ngàn lần cũng chưa vừa. Bạn có năng lực gì có thể vượt qua được hay không? Ở trong tình huống này chân thật thành tựu chỉ có đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh vì vẫn là như Đại sư Thiền Đạo đã nói do gặp duyên khác nhau. Nếu bạn gặp được duyên thù thắng duyên thù thắng quá khó singapore cái duyên phận này chân thật là hy hữu khó gặp đạo tràng tuy là ở đô thị ở khu náo nhiệt khó được ở chỗ trong động mà có tịnh bằng chân thật muốn thành tựu thành thực trung thực ở đạo tràng này tu học không nên đi ra ngoài ra ngoài cửa lớn bên ngoài là lò ô nhiễm bằng này bị ô nhiễm bạn phải làm cho tâm định lại bạn ở trong đây sáu căn tiếp xúc được đều là phật pháp đều là chánh pháp thường trụ chăm sóc đối với đại chúng nghĩ lại cụ rất chu đáo trang nghiêm đạo tràng không ngừng đang cải tiến để sáu căn của bạn tiếp xúc được đều là phật pháp đây là đáng được chúng ta cảm kích chúng ta phải tri ân báo ân làm sao để báo ân thành thật niệm phật như pháp tu hành đó là chân thật báo ân cúng trai của cư sĩ lâm chúng ta phải hiểu rõ ràng cư sĩ lâm chưa từng mua gạo cũng chưa từng mua dầu cũng chưa từng mua rau những thứ như gạo dầu muối ai đưa đến vậy Xin nói với các vị Chư Phật Bồ Tát đến cúng trai Năm xưa chùa Quốc Thanh Câu chuyện đó có rất nhiều người biết Văn thù phổ hiền Làm công quả ở trong nhà bếp a di đà Phật Giả gạo ở trong nhà kho Phật Bồ Tát đến cúng trai đạo tràng này chúng ta cũng không ngoại lệ chư phật bồ tát đến cúng dường mọi người dạng nhất không nên xem thấy những người làm công quả trong nhà bếp của chúng ta vì nào là phật bồ tát tái lai chúng ta đều không biết họ cũng không chịu đói chúng ta duy nhất một việc chính là dùng tâm chân thành cung kính để đối đãi với họ dạng nhất không nên đắc tội. Đắc tội có thể là a di đà Phật đang ở đó đốt lửa, đang ở nơi đó xào rau. bằng đắc tội với Ngài rồi, đắc tội ngay trước mặt Phật vậy, còn muốn dẫn sẽ đến thế giới cực lạc hay sao? Tôi nói với mọi người, đây là lời chân thật. Sức là có thể, nhất là mặt Pháp. Đạo tràng hy hữu khó gặp. cho nên nhất định phải phát tâm phải giảng sanh tình độ vậy thử hỏi chúng ta có nắm chắc phần giảng sanh hay chưa có nắm chắc không phải ở người khác mà ở chính mình đại sư ngẫu ích đói rất hay có thể giảng sanh hay không quyết định ở tính nguyện có hay không phẩm vị cao thấp đó là công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Không hề nói niệm Phật nhiều ít, không hề nói. Công phu niệm Phật sâu cạn. Sâu cạn là như thế nào? Câu Phật hiệu này của bạn chân thật có thể hàng phục được phiền não. Công phu sâu, phật hiệu của bạn niệm không khống chế được phiền não thì công phu của bạn cạn các vị vừa dự, dự xong phật thất người công phu sâu nhờ câu phật hiệu này bảy ngày không sanh phiền não đó là công phu sâu công phu cạn hoặc giả là có một ngày hai ngày không cởi phiền não ngoài ra còn xen tạp phiền não ở ngay trong đó vậy thì công phu cạn phẩm gì cao thấp là ở công phu sâu cạn có thể giảng sanh hay không quyết định ở tính nguyện có hay không tính tâm vô cùng quan trọng ngày ngày nghe kinh tăng thêm tính tâm tăng thêm nguyện tâm ngày ngày niệm Phật tăng cao phẩm vị cái thế gian này là giả danh vọng lợi dưỡng Công danh phú quý là một mảng không đến sau cùng không mang theo được thứ gì thế nhưng bạn niệm phật công phu sâu cạn thì quyết định có thể mang đi ngày nay thế gian này chúng ta gọi là tranh thủ thêm một hơi tranh cái gì tranh phẩm vị của thế giới tây phương cực lạc đó xem là bạn đã không làm sai bạn giảng sanh thế giới tây phương cực lạc phẩm vị cao hơn người khác đó là bạn chân thật thành tựu Đó là thật có trí tuệ, thật thông minh. Đi là huệ chân. Tuy là cùng giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, người ta phẩm vị cao hơn ta. Đương nhiên, chỉ cần có thể giảng sanh thì xem là không tệ rồi. Cũng đã rất khó được rồi. Vì sao không phẩm vị cao đi giảng sanh chứ? Vì thì chúng ta Như Pháp tu hành Đoạn phiền não Thành Phật Đạo Là vì cái gì? Là vì để độ chúng sanh Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Vì sự việc này Không vì thứ khác Do đó, chúng ta như Pháp tu hành là vì chúng sanh. Nếu ta không như Pháp tu hành, thì ta có lỗi với chúng sanh. Ta sớm một ngày có thành tựu, chúng sanh liền sớm một ngày lìa khổ được vui. Ta trễ một ngày thành tựu, thì chúng sanh phải thêm một ngày khổ đau. Có ý thức đến vấn đề này hay không? Quả nhiên có thể ý thức đến sự việc này làm sao bạn có thể không nỗ lực bạn làm sao có thể không tinh tấn vì chính mình giải đãi lười nhác thì không hề gì sớm một ngày thành tựu trễ một ngày thành tựu cũng không hề gì bạn phải biết được bao nhiêu chúng sanh khổ nạn ở nơi đó đang chờ bạn đến để giúp đỡ cho họ cái vấn đề này nghiêm trọng chúng ta không thể không nỗ lực không dám không tinh tấn người hiện tại gọi là sứ mạng cảm trách nhiệm cảm chúng ta có sứ mạng giúp đỡ chúng sanh có nghĩa vụ giúp đỡ tất cả chúng sanh nếu chúng ta muốn làm tốt sự việc này nhất định phải vận dụng trí tuệ năng lực của chính mình không có trí tuệ không có năng lực không giúp được người không làm được việc cho nên như pháp tu hành đoạn phiền não thành phật đạo đều là vì giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn trong kinh đã nói là a di đà phật viên mãn thành tựu ở trên quả địa hiện tại chúng ta là nhân địa hơn nữa còn là ở giai đoạn sơ học của nhân địa Thế nhưng những sự việc này chúng ta phải học Chúng ta không thể nào được xem đây là trên quả địa như lai Hiện tại ta làm không được thì lơ là Vì thì chúng ta sai rồi Trên như lai quả địa Người sơ học chúng ta cũng có thể học Bạn thấy trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Bốn mươi mốt vị Pháp thân đại sĩ của Kinh Hoa Nghiêm Mỗi vị hộ diếp dao. Bồ Tát Sơ Địa Học Pháp môn của Bồ Tát Đẳng Giác Bồ Tát Đẳng Giác cũng không Bỏ Pháp môn của Bồ Tát Sơ Địa Nên gọi là nhất tức nhất thiết Nhất thiết tức nhất Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Đức hạnh của Như Lai Quả Địa Hiện tại chúng ta liền học hiện tại liền dùng ngay trong cuộc sống. Mời xem kinh văn. Dục linh ngã tác Phật thời, trí tuệ quang minh, sở cư quốc độ, giáo thọ, danh tự, giai văn thập phương. Chúng ta xem đoạn này trước. Pháp tạng làm Phật rồi. phật phán khoa này chúng ta phân làm hai khoa đoạn phía trước là nguyện phổ văn phổ văn là vì lợi ích chúng sanh không phải chính mình háo danh muốn làm nổi tên tuổi của chính mình vậy thì sai rồi đó chính là tâm luân hồi Làm việc luân hồi Tại vì sao phải phổ gian Phổ gian mới có thể nhiếp thọ Tất cả chúng sanh Mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh Thế nhưng cái phổ gian này Nhất định Phải là danh xứng giới thực Bạn phải chân thật có đức hạnh bạn mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh không phải là hư danh bạn có trí tuệ chân thật quang minh là đức dụng của trí tuệ quang minh phổ chiếu trí tuệ của bạn có thể lợi ích tất cả chúng sanh cái ý nghĩa trong đây rất sâu rất rộng ở ngày nay chính là truyền bá phật pháp phật pháp là trí tuệ dùng phương pháp gì để giúp đỡ tất cả chúng sanh nhận biết phật pháp lý giải phật pháp tu học phật pháp đây là dụng ý chân thật của nguyện phổ văn ngày nay người ưa thích xây đạo tràng rất nhiều chúng ta ở mỗi khu vực đều xem thấy đều nghe thấy pháp sư cư sĩ đều rất chăm chỉ nỗ lực xây đạo tràng sau khi đạo tràng xây xong vấn đề là có đạo hay không đạo tràng thì luôn phải có đạo chẳng qua thực tế mà nói đạo là tuyệt đối phải có có phật đạo có bồ tát đạo có nhà quỷ đạo địa ngục đạo luôn là có đạo cái đạo nào thì không biết được thì rất là khó nói ở trong cái tràng đó suốt cuộc là cái đạo nào thì rất là khó nói. Chúng ta phải có năng lực để phân biệt. Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây đạo tràng. Giảng Kinh Nói Pháp là ngồi dưới gốc cây. Đại chúng đều là ngồi trên cỏ, xoay quanh một vòng hai vòng. Phật liền giảng Kinh Nói Pháp đó gọi là đạo tràng. Cái đạo tràng đó tốt, không có tranh chấp. Hiện tại chúng ta xây đạo tràng có hình thức, xây được hoa lệ trang nghiêm, xây dựng hình thức cung điện. Cực kỳ hào hoa xa xỉ. Từ trước lão cư sĩ Lý Bình Nam nói khi chưa xây xong, mỗi người đều là bồ tát, ra tiền đa sức đến khắp nơi hóa duyên. Sau khi xây rồi, mỗi người đều là la sát, tranh quyền đoạt lợi. Thế tôi biết được, cho nên không xây đạo tràng có hình thức để mọi người đều làm bồ tát. Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật cũng xây dựng hình thức giống hoàng cung, e rằng những Bồ Tát ở dưới Ngài cũng đều biến thành la sát rồi. Cho nên bạn nghĩ, Phật đà hành trì của Ngài rất có đạo lý. Không xây đạo tràng có hình thức. Chân thật muốn giảng kinh nói Pháp, giáo hóa chúng sanh nơi chốn cũng rất nhiều hiện tại thông thường phẩm chất đời sống của chúng ta đều nâng cao cho nên mỗi một nơi địa phương chính phủ đều chú trọng xanh hóa hoàn cảnh đều xây công viên công viên chính là đạo tràng chúng ta giảng kinh nói pháp đồng tu tụ họp lại nơi đó không chỉ có đồng tu đang nghe kinh còn có một số người ở bên cạnh tình cờ đến nơi đó cơ hội để giáo dục họ cũng nghe được đạo tràng đó thật là thù thắng thật viên mãn nơi nơi đều là đạo tràng hà tất phải xây một kiến trúc rất to làm gì để mọi người ở nơi đó đấu đá lẫn nhau ngày ngày gây lộn tạo tội nghiệp a tỳ địa ngục đó cũng là đạo tràng đạo tràng địa ngục không xây còn tốt hơn cho nên có những tài lực này dùng để làm gì? Dùng để truyền bá Phật Pháp. Ngày nay chúng ta in kinh. In tạo tượng Phật. Làm những cái đĩa VCD, CD. Miễn phí, cúng dường, tặng cho tất cả đồng tu cần đến đó là quang minh hiện tại chúng ta lợi dụng đường truyền tương lai có thể có cơ duyên mà nói lại có thể lợi dụng truyền hình vệ tinh đó là phóng đại quang minh trí tuệ quang minh chúng ta phải từ chỗ này mà nhắm đến từ ngay chỗ này mà cấu tưởng Hôm qua Tôi xem thấy Luận ngữ Cư sĩ Giang Nhật Tử Đại Trung Giả Mang đến một bộ cho tôi xem Tôi xem thấy rất hoan hỷ Tôi nói với thầy ngộ nhẫn Các vị đi tìm dạy đồng tu Đem bức quả này Mỗi một tờ Dùng mấy chụp Chụp ra Chụp lại bức quả của ông Ông có văn tự Chúng ta chiếu theo văn tự Dùng tiếng phổ thông chuẩn xác Đi bảo mọi người đọc tờ này đọc xong thì chúng ta lại xem tiếp tờ thứ hai tương lai đem cái ghi hình này làm thành đĩa vcd lưu thông phổ biến vậy thì người ưa thích sách năm quyển dày đến như vậy nặng như đá mệt chết người bạn làm thành đĩa ghi hình mọi người xem rồi lại quan hỉ đồng thời rất nhiều người có thể cùng nhau xem không chỉ một người rất nhiều người có thể cùng nhau xem lưu thông rộng khắp tương lai có cái duyên phận này đài truyền hình có thể phát sóng có thể lấy làm giáo trình đây là trí tuệ lưu bố mười phương chân thật là phóng đại quang minh tôi để đồng tu làm trước mấy tờ làm mấy tờ chúng ta xem thử hiệu quả gian vật tử cũng giác ngộ không cần bản quyền gọi điện thoại cho tôi muốn bản quyền tôi nhất định cự tuyệt tôi không cần cái thứ này tôi lấy rồi cũng không dùng thêm nhiều rác rưởi bạn không cần bản quyền tôi sẽ nghĩ cách giúp bạn lưu thông rộng lợi chúng sanh khi người này tuổi tác ngày một cao ông giác ngộ rồi hy vọng chân thật vì xã hội vì chúng sanh làm một chút việc tốt đây là việc tốt câu phía sau sở cư quốc độ đây chính là thôn di đà Thung Nhi Đà này chúng ta nghĩ tưởng đã nghĩ đến Mười mấy năm rồi Lần đầu có khái niệm này là Năm 1983 Đã nghĩ đến hơn mười năm Hiện tại cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm thực hiện nó Thế xuất thế gian Pháp đều như nhau Việc tốt nhiều dày dò vấn đề là chúng ta chân thật có quyết tâm có nghị lực vì chúng sanh không vì chính mình mới có cảm ứng mà không thể có được thuận lợi nếu như trong đây có lòng tư riêng chính mình nghĩ ở nơi đây có chỗ tốt ma liền chướng ngại việc tốt nhiều dày dò vì sao vậy? Mà đố kỵ bạn Vậy thì do đây có thể biết Tâm đố kỵ chính là ma Tâm sân hận chính là ma Tham sân si đều là ma Ma đến nhiễu loạn Ma đến chướng ngại Thế xuất thế gian Pháp đều không thể tránh khỏi cho nên hỏi bạn đã dùng cái tâm gì tâm của bạn thuần thiện vì chúng sanh vì phật pháp quyết không vì chính mình thôn di đà sau khi xây xong chúng ta ở trong đó làm cái gì làm công quả Không phải ở trong đó hưởng thọ quyền lợi Ở trong đó làm công quả Tam bảo liền sẽ gia trì Ma cũng dần dần thoái tránh Sự việc này liền có thể viên mãn thành tựu Lần này tôi đến Trung Quốc Có một số đồng tu nói với tôi bên phía Thượng Hải nghe nói tôi qua rất là hoan hỷ. Tháng sau, chính phủ thành phố Thượng Hải muốn mời tôi. Đại khái vẫn là tôi cùng cư sĩ Lý hai người đi một chuyến đi làm cái gì? để đến việc của thôn Di Đà. Họ nghe nói đến thôn Di Đà rất có hứng thú bởi vì hiện tại người già dần dần nhiều hơn làm thế nào trải qua cuối đời hạnh phúc mỹ mãn họ hy vọng chúng ta đem cấu tượng của thôn di đà giới thiệu cho họ cho nên vì sự việc này phải đến thượng hải thăm viếng chính phủ thành phố họ tiếp đãi là việc tốt dựng lão là một đại sự nghiệp từ xưa đến nay chúng ta từ trong sách cổ trong lễ ký nghi lễ đã nói rất nhiều có rất nhiều những nội dung cụ thể này ngày nay thế giới phương tây chăm sóc đối với người già chúng ta gọi là phước lợi người già vẫn cứ là chăm sóc ở trên mặt đời sống vật chất không có đời sống tinh thần tuy là có một số diện dưỡng lão cũng có một số tiết mục ca vũ một tuần lễ có một lần biểu diễn ca vũ người già đều sẽ tham gia thực tế mà nói đó là quá ít cho nên chúng ta đến tham quan vì việc lão người già ở trên đời sống tinh thần rất là thống khổ chúng ta phải làm thế nào để giúp đỡ họ người tuổi già họ về hưu không còn làm việc nữa con cái cũng đều độc lập không cần phải chăm sóc có thể đem toàn bộ thời gian tinh thần để tu học phật pháp để xúc tiến chính mình. Ngày trước chúng ta thường hay nghe được diện dưỡng lão là công trình không hy vọng, không còn hy vọng. Diện cô nhi thì có hy vọng, trẻ nhỏ có hy vọng, người già thì không có hy vọng. Cho nên tôi phải làm thôn di đà. Tôi nói, thôn di đà là công trình rất có hy vọng. Vì sao vậy? Họ phải siêu phàm nhập thánh Họ phải thành Phật làm tổ Thì làm sao là không có hy vọng chứ Còn thiết thực hơn hy vọng của người trẻ tuổi nhiều Còn thù thắng Còn viên mãn hơn Cho nên chúng ta hy vọng Mỗi một tôn giáo Diện dựng lão của họ Đều phải xúc tiến hoạt động Giáo dục tôn giáo của họ giúp cho họ đạt đến mục tiêu cao nhất của tôn giáo mục tiêu của thôn di đà chúng ta là giúp cho họ lý giải thế giới tây phương cực lạc phải giảng cho họ nghe rõ ràng giảng tường tận nhận biết thế giới tây phương cực lạc ngưỡng vọng thế giới cực lạc ngưỡng mộ thế giới cực lạc họ mới chịu niệm phật cầu sanh tình độ Cho nên ở ngay trong hoàn cảnh này Mười phương tất cả chư Phật thế giới Đều giới thiệu cho họ Để cho họ có sự so sánh Cho nên Giáo dục tôn giáo Rất là quan trọng Như vì dựng lão của ki tô giáo Bạn cũng phải giúp đỡ Những người già này Chân thật đến được thiên đường Nếu họ không thể đến được thiên đường Bạn thành lập gì dựng lão này sẽ không có ý nghĩa gì cho nên chúng ta chú trọng ở trên tầng thứ này thông thường phối hợp ca vũ điều tiết tâm tình của họ khiến cho đời sống của họ an vui thế nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tiếp nhận giáo dục cái giáo dục này là giáo dục siêu phàm nhập thánh khi họ còn trẻ họ không học được khi tuổi già tiếp nhận giáo dục siêu phàm nhập thánh cho nên sở cư quốc độ là thôn di đà ngày nay mọi người có thể ra tiền ra sức thành tựu thôn di đà thành tựu sở cư quốc độ chúng ta tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dặn tới đây thôi a di đà phật cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật